Chắc cậu biết rõ đây là đường gì chứ? Biết, đó là đường tròn. Để xác định đường tròn, ta cần biết thứ nhất là tâm của nó, và thứ hai là gì? Bán kính. Đúng rồi, ta định nghĩa đường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, ký hiệu OR. Ví dụ trên hình, đường tròn này có tâm O và bán kính là 60cm, ta ký hiệu. Vậy dùng cái gì để vẽ đường tròn? Dùng gom 3, phải không anh VK? Đúng. Bây giờ tớ có thêm các điểm M, N và B như thế này. Ta nói M là điểm nằm trên đường tròn hay thuộc đường tròn, N là điểm nằm trong đường tròn và B là điểm nằm ngoài đường tròn. Nãy giờ ta nói về đường tròn, còn như thế nào gọi là hình tròn? Ủa, đường tròn với hình tròn cũng giống nhau vậy? Không giống. Đường tròn chỉ gồm các điểm cách tâm một khoảng bằng bán kính. Đây là đường tròn. Còn hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm trong đường tròn. Đây là hình tròn. Ồ, vậy mà em cứ tưởng gọi như thế nào cũng giống nhau. Cậu hãy nhìn đường tròn tâm O này. Bây giờ tớ vẽ hai điểm A và B nằm trên đường tròn đó. Cậu thấy không, hai điểm này chia đường tròn thành hai phần, mỗi phần gọi là một cung tròn, gọi tắt là cung. Hai điểm A, B là hai mút của cung. Trường hợp AB thẳng hàng với O thì mỗi cung là một nửa đường tròn. Bây giờ ta nói hai điểm A và B, ta có một đoạn thẳng. Đoạn thẳng nối hai mút của cung là dây cung, gọi tắt là dây. Dây đi qua tâm là đường kính. Chẳng hạn, hãy nhìn hình này. Trên hình ta có CD là dây, AB là đường kính. Như vậy có phải đường kính dài gấp đôi bán kính không anh Reka? Đúng thế, bi giỏi lắm. Mà sao tớ cứ phải khen cậu mãi thế?